Vinmark xin chào toàn bộ các cô chú anh chị. Hôm nay Vinmark sẽ giới thiệu cô chú anh chị chiếc máy cắt cỏ chụp băng Kawasaki NTV70. Máy thì sử dụng động cơ 4 dì, bình xăng, dung tích bình xăng là 3 lít. Đây là nơi đổ nhớt hộp số, các bác lưu ý nhé. Bên này là nhớt là mát máy, bình thường thì các bác sẽ đổ khoảng 2/3 thăm nhớt. Máy sử dụng 36 bề rộng là 42 cm. Máy sử dụng 2 số, 1 nhanh 1 chậm. Có thể xoay góc vào những nơi địa hình nó hơi khó khăn thì các bác có thể xoay dịch chuyển như thế này. Sau đây thì em sẽ hướng dẫn các bác vận hành máy cắt cỏ chụp băng. Đầu tiên là bật công tắc, kéo ga lên một chút. Mở khóa xăng, mở e gió, tiến hành giật nổ